thể ta nghĩ rằng mọi loài khỉ đều có môi trường sống, hành vi, thói quen và nhiệm vụ như nhau. Nhưng điều đó không hề đúng. Thực tế khác xa như vậy, điều đó phụ thuộc vào môi trường sống và việc chúng sống đơn độc hay bầy đàn. Trong những đoạn phim tiếp theo, chúng ta sẽ thấy có những khác biệt nho nhỏ giữa loài khỉ Macaca Barbary và họ hàng của chúng. Khỉ Macaca Nhật Bản, chúng sống dưới những vùng đất đóng băng và là loài khỉ sống xa nhất về phía Bắc. Đảo Honshu ở Nhật Bản có mùa đông vô cùng khắc nghiệt, song loài khỉ Macaca có sức chịu đựng rất tốt. Dù lớp lông dày đã giúp chúng không bị nhiễm lạnh, thiên nhiên còn ban cho chúng thêm một món quà tuyệt vời. Đó là những bể nước nóng. Những chú khỉ này ngâm mình hàng giờ trong các suối nước nóng thiên nhiên. Không chỉ được sưởi ấm trong làn nước 60 độ C, chúng còn cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc vui vẻ. Bể nước nóng là nơi hoàn hảo để chúng giao lưu và bắt cháy giận cho nhau lúc rảnh rỗi. Việc bắt cháy giận tuân theo quy tắc rất nghiêm ngặt và là cách giao tiếp thuận tiện. Nó tăng cường sự gắn kết, giảm bớt sự căng thẳng và là cách để những chú khỉ này đáp lại tình cảm của nhau. Hãy nhìn chú khỉ đang bắt cháy giận này và chú ý đến độ tập trung và tỉ mỉ của nó. Người ta nói rằng kiểu giao tiếp bằng xúc giác này là nghi thức căn bản trong đời sống xã hội của nhiều loài linh trưởng. Quá chú tâm vào việc bắt cháy giận cho nhau có thể gây hại cho sự thư giãn của chúng, nhưng chúng vẫn cố chịu, bởi nếu không, chúng sẽ phải tự làm. Rõ ràng là việc tự bắt cháy giận không thú vị bằng. Hơn nữa, với một số vùng trên cơ thể, chỉ có ngón tay của chú khỉ khác mới chạm tới được. Khỉ Macaca Nhật Bản còn được gọi là khỉ tuyết, sống thành bầy gồm 30 đến 50 thành viên. Giữa những con đực trưởng thành có một thứ bậc rất rõ ràng, không phải thông qua việc chiến đấu như với những loài khỉ cổ xưa khác, mà qua những trò chơi và hoạt động hòa bình. Nhiệm vụ chính của các con đực đầu đàn là lãnh đạo cả bầy, giải quyết các xung đột và đánh đuổi kẻ thù. Một số con đực sống đơn độc. Đó thường là những kẻ ngoài cuộc ít tuổi đã rời khỏi bầy khỉ nơi chúng được sinh ra và không cố gia nhập một bầy khỉ khác. Chúng thận trọng quan sát và cố lý giải một mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong bầy. Một ngày nào đó chúng sẽ trở thành những con đực đầu đàn. Phần lớn thời gian các con đực muốn tỏ ra dịu dàng để duy trì mối quan hệ đặc biệt với khỉ cái. Chúng càng chăm sóc khỉ cái ân cần thì càng có cơ hội được chọn làm bạn tình khi mùa giao phối đến. Sự ám ảnh về việc bắt cháy giận đem lại thêm một lợi ích lớn cho loài khỉ Macaca Nhật Bản. Protein, cháy giận và các loài ký sinh bổ sung cho phần thức ăn rất nghèo nàn trong mùa đông. Trong tối đa 4 tháng có tuyết ở các dãy núi Nhật Bản này, chúng không thể tìm thấy những loại thức ăn thông thường như lá cây, quả mọng, côn trùng và nhện. Các chú khỉ Macaca đành phải ăn hạt cây, cành cây nhỏ và vỏ cây đóng băng. Khi cả bầy đi tìm thức ăn, một nhóm khỉ đực dẫn đầu. Chúng quan sát tất cả các con khỉ cái, khỉ đang trưởng thành và khỉ con. Đi quanh bầy khỉ này là những con đực trưởng thành ít tuổi đang muốn gia nhập bầy. Không những biết cào tuyết để tìm thức ăn, khỉ còn biết chơi với tuyết. Có thể nhờ quan sát con người, những con khỉ macaca sống ở một vùng khác của Nhật Bản đã học được cách làm các quả cầu tuyết để ném hoặc lăn đi. Trò chơi này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong bầy trước sự kinh ngạc của các nhà khoa học. Cả bầy di chuyển cùng nhau, nhưng khi đến khu vực mà các con đực đầu đàn lựa chọn, mỗi con hoạt động riêng lẻ. Những con khỉ này tìm thức ăn độc lập và chọn bất kỳ thứ gì ở bất kỳ nơi nào chúng có thể. Khỉ macaca phải lang thang tìm thức ăn và phải đào đất. Những loài linh trưởng khác may mắn hơn khi chỉ cần vươn ra lấy thức ăn. Ví dụ như orangutan, loài đời ươi to lớn ở trên cây, rất giống với con người và được biết đến ở vùng đất của chúng như đứa con của rừng xanh. Chúng ở cách mặt đất 30 đến 40 mét trong rừng Borneo. Nghệ sĩ đu xà, vận động viên thể dục hay nghệ sĩ nhào lộn, từ nào miêu tả đúng nhất về những chú đười ươi đánh đu trong tán lá này? Kỹ năng đó bắt nguồn từ đâu? Đầu tiên là từ cánh tay rất linh hoạt và dài hơn chân của chúng. Đười ươi dùng trọng lượng cơ thể để uốn các thân cây và cành cây theo hướng chúng muốn. Chúng nắm rất chắc và biểu diễn những màn đánh đu trên cao này suốt cuộc đời. Hơn nữa, chúng cũng hiểu rõ khu rừng này. Bất chấp trọng lượng của mình lên đến 90 kg đối với con đực, con đười ươi lớn thuộc họ Pongidi này rất thích hợp với cuộc sống trên cây. Tay và chân nó gần giống nhau, với 4 ngón tay thon dài và một ngón cái ở phía đối diện, rất lý tưởng để cầm nắm. Trừ những con cái nuôi con, đười ươi sống đơn độc và hiếm khi trèo xuống khỏi vòm rừng. Đó là nơi chúng tìm thấy các món ăn chính từ thực vật. Đười ươi ăn rất nhiều và điều đó phần nào lý giải việc chúng sống đơn độc. Những loài cây có loại quả chúng thích nhất nằm thưa thớt trong rừng và cách nhau khá xa. Một cái cây chỉ có thể đem lại thức ăn cho một con đười ươi trưởng thành. Vì vậy, việc ăn một mình là cách tốt nhất để chúng sống với nguồn thức ăn phân tán đó. Lý do duy nhất để chúng xuống mặt đất là thỏa mãn một sự tò mò bất chợt, nhặt một món đồ ăn hấp dẫn hoặc đôi khi giải quyết một mối xung đột. Dù mục đích là gì, chúng cũng chỉ xuống đất trong thời gian càng ngắn càng tốt. Chúng có bản đồ chính xác về khu rừng này trong trí nhớ đặc biệt của mình. Chúng biết rõ khi nào quả của một cái cây sẽ chín dựa vào vị trí của cái cây đó trong rừng. Vì quả cây phân bố rất thưa thớt và ngẫu nhiên, chúng phải hoạt động ở một khu vực rộng lớn, hoặc khi không có quả chín, chúng sống bằng các loại lá. Lá cây rất khó nhai. Vì vậy, đười ươi liếm lông của mình để lấy mồ hôi hay hơi ẩm. Nhờ đó lá cây dễ nhai hơn. Chúng dùng lá cây để ăn, để liếm vào buổi sáng sớm khi lá còn đọng xương hoặc để xây tổ. Mỗi đêm, đời ơi làm một cái tổ mới sao cho thật dễ chịu. Lúc nào chúng cũng ở trạng thái lơ mơ, dù là nhai lá cây hay di chuyển qua vòm rừng để tìm những loài cây chúng thích. Tất cả các loài linh trưởng đều lang thang để kiếm ăn, dù mỗi loài có một cách riêng. Có rất nhiều điểm khác biệt giữa khỉ đầu chó di trú và loài đời ươi di chuyển chậm. Ở rất xa, tại đồng cỏ châu Phi, khỉ đầu chó ô lưu thường lang thang ở khu bảo tồn quốc gia Masai Mara. Mỗi ngày, khỉ đầu chó di chuyển hàng cây số. Chúng thường đi thành nhóm vì sống trong những đàn khá đông đúc. Chúng cũng nhớ được các nguồn thức ăn theo mùa có trong lãnh địa của mình. Ví dụ như chúng biết vùng đồng cỏ khô hạn này đang có hạt giống, rễ cây và vỏ cây. Bữa tiệc bắt đầu. Với khỉ đầu chó nhỏ, việc tìm thức ăn gây ra hai mối cản trở, đó là làm gián đoạn chuyến đi và khiến mẹ chúng chỉ có thể chú ý tới chúng. Mặt khác, đó lại là giờ phút quan trọng. Bằng cách bắt chước khỉ mẹ, khỉ con học những bài học đầu tiên về việc nên chọn cây nào, khi nào thì nên ăn và ăn như thế nào, vân vân. Di chuyển như thế này đỡ mệt và yên tâm hơn. Ví dụ, nên di chuyển ở trên cao khi đi qua một trong những con đực lớn của đàn. Đôi khi chúng rất hung dữ. Hoặc khi đi ngang qua cả một đàn sinh vật khác như những con cầy mangut này. Khỉ đầu chó ô lưu thích sống thành bầy, chúng duy trì tình bạn chân thành, điều đó thể hiện qua hành vi của chúng. Đến giờ, cách tiếp cận ban đầu tốt nhất là bắt chới giật. Điểm dừng tiếp theo là một nơi thực hành nữa với cả một cánh đồng trời non để thưởng thức. Biết về thực vật còn chưa đủ, khỉ đầu chó sơ sinh còn phải học về côn trùng, thằn lằn và động vật có vú nhỏ, những loài nằm trong chế độ ăn tạp của khỉ đầu chó. Quả là đau đầu so với việc trẻ con chỉ cần bú sữa. Khỉ đầu chó cái sinh con 2 năm một lần. Khỉ con là tâm điểm của sự chú ý. Tất cả các con khỉ trưởng thành đều trông nom, bảo vệ và nuông chiều nó. Khỉ đầu chó chưa trưởng thành thường thích chơi đùa trong giờ nghỉ. Tuy nhiên, dù không chú ý, chúng vẫn học thông qua việc chơi đùa. Đó là cách để chúng tiếp nhận quy tắc của xã hội khỉ, hiểu được thứ bậc và nhận ra quyền cũng như nghĩa vụ của mình. Với mạng lưới mối quan hệ phức tạp, xã hội khỉ đầu chó đòi hỏi hệ thống giao tiếp chính xác và tinh vi mà những con khỉ mới học khó lòng hiểu được. Việc sống thành bầy có hai mục đích, đó là bảo vệ khỉ đầu chó khỏi thú ăn thịt và tạo sự phối hợp để bao vây và rình con mồi. Con mồi của chúng có thể to như con linh dương này, tuy nhiên chiến lợi phẩm này đã bị một con khỉ đực đầu đàn độc chiếm. Việc có nhiều con đực đầu đàn là có lý do. Việc gia nhập bầy của khỉ đầu chó tuân theo quy tắc mẫu hệ, tức là các con khỉ cái chưa trưởng thành ở với mẹ đến khi trưởng thành, trong khi các con đực rời đàn ngay khi bước vào tuổi thanh niên. Vì vậy, trong một đàn có quá nhiều con cái nên một con đực không thể tự đuổi hết các kẻ thù và trông nom khỉ con. Các con khỉ đầu đàn có đặc quyền tiếp cận các con cái, nước và thức ăn. Chúng phối hợp để bảo vệ các con khỉ mẹ và khỉ con trước các thành viên khác trong đàn và trước những con thú săn mồi. Một thành viên trong đàn phát hiện ra một cái cây trĩu quả. Nó tạo nên phản xạ bầy đàn của đàn khỉ đầu chó. Cả đàn đến thưởng thức bữa tiệc này và nhớ đến thứ bậc của chúng bất cứ khi nào có thể. Nhưng những con khỉ đầu chó ít tuổi nhất quên ngay việc ăn uống. Chúng thích tận hưởng sân chơi mới này hơn. Cả những con khỉ sắp trưởng thành và khỉ con thuộc nhóm khỉ cổ thế giới đều thích thú tham gia những trò nhào lộn này. Hãy quan sát một ví dụ khác. Những con khỉ đến từ các khu rừng ở Morocco này sống thành đàn với số lượng lớn. Chúng được gọi là khỉ Macaca Barbary. Giống như khỉ đầu chó, chúng được tổ chức thành các bầy và thích cuộc sống xã hội sôi nổi và hòa hợp, nhưng cũng có những cuộc xung đột hàng ngày. Chúng cũng là loài ăn liên tục nên lang thang suốt ngày để tìm thức ăn. Trong đàn khỉ Macaca, khỉ mới sinh được mẹ quan tâm nhiều hơn cả trong đàn khỉ đầu chó. Nó cũng như một thỏi nam châm thu hút tất cả các thành viên của đàn, dù là khỉ con hay khỉ già, khỉ đực hay khỉ cái. Điều đó biến nó thành một tên lãnh chúa nhỏ đáng yêu. Rõ ràng con khỉ con này không hiểu rằng bắt cháy giận là một việc nghiêm túc. Việc đó là để giữ vệ sinh, nhưng hơn tất cả, nó củng cố sự liên kết về mặt xã hội. Con khỉ con Macaca này sẽ hiểu ra khi nó lớn lên. Cứ 2 đến 3 năm, khỉ cái lại sinh một con khỉ con. Nó liên tục chăm sóc khỉ con trong 12 đến 15 tháng, nhưng không hề đơn độc trong nhiệm vụ đó. Khỉ đực rất ân cần với khỉ con, dù đó không phải là con của chúng. Có thể chúng có một động cơ kín đáo. sự chu đáo và tính chịu đựng là những tiêu chuẩn mà khỉ cái dùng để chọn bạn tình. Nếu khỉ đực muốn được khỉ cái chú ý, chúng phải tạo ra hình ảnh tốt. Khỉ cái macaca duy trì mối quan hệ thân thiết với các con khỉ cái khác, thường là trong cùng dòng họ, và với cả những con đực giúp chăm sóc con của chúng. Tình bạn thường xuyên được thể hiện qua việc bắt cháy giận và nhiều cử chỉ âu yếm. Những con khỉ con macaca luôn chen ngang vào những phút thân mật đó. Tinh nghịch hay đòi hỏi chắc chắn gây khó chịu. Tuy vậy, chúng là tương lai của đàn khỉ này nên mọi việc chúng làm đều được bỏ qua. Các anh chị em ruột và anh em họ của chúng ít khoan dung hơn, nhất là khi chơi đùa. Việc học những quy tắc về xã hội và quyền lực là một chuỗi thử thách. Dành nhiều ngày trên cây là sự huấn luyện mà đời ươi nhận được để trưởng thành. Đây là thế giới cách xa hẳn sự chen lấn điên cuồng và tiếng ồn ào của khỉ đầu chó, cũng như khỉ macaca. Ở đây cuộc sống diễn ra chậm rãi trong một thế giới mà chẳng có cách làm nào là đúng hay sai cả. Ngón tay cái nằm đối diện và 4 ngón tay dài hoạt động như cái móc, lý giải khả năng treo mình bằng một tay rất bình thản của đời ươi. Việc leo trèo dễ dàng, một khả năng tự học rất hữu ích khi chúng gặp các con đời ươi khác. Cụ thể, ta sẽ thấy điều đó khi chúng tán tỉnh nhau. Những con đực sắp trưởng thành này chưa đến lúc đó, nhưng ta có thể thấy trong một vài cử chỉ của chúng màn dạo đầu của việc ve vãn. Ngay phía trên con đực chưa trưởng thành là một con cái. Dễ nhận thấy nó qua kích thước và miếng đệm má đang phát triển. Chúng ta không biết những quy tắc chi phối sự vui đùa và các trò chơi của chúng, nhưng có thể đoán rằng như trong mọi trò chơi, chúng cũng bất đồng và cãi nhau. Hai con đời ươi chưa trưởng thành lại gặp nhau ở phía dưới. Đây là phút nghỉ ngơi thư giãn, trò tinh nghịch hay màn thi đấu nhào lộn. Với chúng ta có rất nhiều cách hiểu. Với các nghệ sĩ đánh đu, chắc họ sẽ tự hỏi vẻ mặt của con đười ươi cái đang quan sát chúng từ cành cây đối diện có nghĩa gì. Đó là sự thù địch hay thân thiện? Điều đó không quan trọng, màn biểu diễn của chúng còn lâu mới kết thúc. Hiếm khi những giờ chơi đó trở nên mất vui với những con đười ươi thích hòa bình này. Tuy nhiên, hầu như lúc nào các trò chơi cũng trở nên tồi tệ với khỉ đầu chó ở Kenya. Vì có mối quan hệ xã hội phức tạp, ranh giới giữa sự vui đùa và xung đột rất mong manh. Một trò chơi đuổi bắt hay một hiệp đấu vật thường trở nên mất kiểm soát. Thông thường, các con khỉ trưởng thành không can thiệp vào màn xung đột giữa các con khỉ chưa trưởng thành. Sự tranh chấp rất cần thiết để chúng làm quen với hành vi mà chúng sẽ đối mặt khi trưởng thành. Có vẻ như sự căng thẳng từ các cuộc cãi vã này đang lan rộng vì một số con khỉ đực trưởng thành đã bắt đầu bị kích động. Các con đực phải giao phối với nhiều con cái để lên được vị trí đầu đàn. Chúng phải đủ láu cá để liên kết với các con đực khác, dùng các mánh khóe và nếu cần tỏ ra hung dữ để tiến lên. Đúng vậy, khỉ đầu chó chơi những trò chơi quyền lực. Đôi khi xung đột cũng xảy ra giữa những con cái, dù thứ bậc của chúng rõ ràng hơn của con đực. Thường thì sự chăm sóc khỉ con là chủ đề của các cuộc cãi vã này. Khi đã ở thứ bậc cao nhất trong đàn, con đực đầu đàn sở hữu mọi lợi thế liên quan đến vị trí của nó, gồm rất nhiều thức ăn và khỉ cái, kể cả việc được những con khỉ đực và cái xung quanh bắt cháy giận và chiều theo ý nó. Đổi lại, nó sẽ bảo vệ các con khỉ con trong đàn. Mạng lưới phức tạp bao gồm sự sắp xếp, tình bạn và các cuộc xung đột quyền lực này đòi hỏi một hệ thống giao tiếp tinh vi với những tiếng gọi, vẻ mặt, tư thế và cử chỉ, chẳng hạn như cử chỉ đưa mông ra này. Việc đưa mông ra có thể vừa là lời mời giao phối, vừa là một cách để xoa dịu mâu thuẫn hay khẳng định thứ bậc, giống như việc bắt cháy giận. Những nhà vô địch bắt cháy giận không thể tranh cãi là khỉ Macaca Barbary. Chúng có thể vận dụng mọi sự kết hợp và kiểu cách nếu biết quan sát quy tắc chia sẻ và có đi có lại. Khỉ Macaca không bao giờ vội vàng khi bắt cháy giận. Chúng là loài chu đáo nhất về việc đó. Mỗi con khỉ Macaca tận tụy dùng mọi bộ phận cơ thể để lấy đi da chết, bọ ve, cháy giận và các loài ký sinh trùng hút máu khác. Chúng không bỏ sót 1 cm vuông da nào. Việc bới lông tìm vết nhanh chóng trở thành một sự ám ảnh. Thấy ngứa ư? Việc bắt cháy giận không chỉ củng cố sự gắn kết về mặt xã hội mà còn gián tiếp làm tăng khả năng sinh sản. Các nghiên cứu cho thấy việc được bắt cháy giận kích thích sự phát triển của hormone vui vẻ, một dạng hormone giúp giảm căng thẳng. Hơn nữa, con khỉ cái ít bị căng thẳng, dễ giao phối hơn. Khỉ macaca đực hơn mọi loại khỉ rất quan tâm đến những con khỉ sơ sinh trong đàn. Ta thường thấy các con khỉ đực vây quanh một con khỉ con trong đàn của chúng với sự vui thích thể hiện qua những cử chỉ và vẻ mặt của chúng. Đây là một trường hợp khác. Lần này con khỉ sơ sinh và hai con khỉ trưởng thành không có quan hệ họ hàng. Hai con này đang xung đột với nhau. Con khỉ sơ sinh sẽ là kẻ giảng hòa. Nhờ nó, sự bất hòa đã được xoa dịu. Con khỉ con vô tình trở thành một công cụ xã hội. Nó đem lại sự hòa hợp và tạo nên cầu nối giữa hai bên. Khỉ con macaca là cá nhân rất đặc biệt. Con khỉ sơ sinh này đã như vậy từ những ngày đầu tiên nó ra đời. Để nhận diện được con khỉ sơ sinh, các thành viên trong đàn ngửi nó từ đầu đến chân để tạo nên một dạng chứng minh thư bằng mùi. Vì những con khỉ họ hàng có trách nhiệm trông nom nó và những con khỉ trưởng thành dùng nó để hòa hợp. Con khỉ sơ sinh không bao giờ thiếu sự âu yếm. Tuy vậy, không có gì sánh bằng sự âu yếm của mẹ. Quy tắc là cho con bú trong 2 tháng. Sau đó, kể cả khi khỉ con đã ăn như khỉ trưởng thành, khỉ mẹ thỉnh thoảng vẫn cho nó bú cho đến khi nó sinh lứa mới 1 năm sau đó. Với loài khỉ macaca và khỉ thế giới cũ nói chung, cặp khỉ mẹ khỉ con không bao giờ đơn độc. Cả đàn hành động như khỉ bố, khỉ mẹ và trông chừng nó một cách ghen tị như thể nó là một báu vật. Cuộc sống khác hẳn với đời ươi, loài sống đơn độc nhất trong các loài khỉ dạng người. Không có chỗ cho ai chen vào giữa đời ươi mẹ và đời ươi con. Ta có thể giải thích mối quan hệ độc chiếm này. Để đảm bảo sự sinh tồn của loài, đời ươi tập trung vào một vài con đời ươi nhỏ được nuôi dưỡng cẩn thận và giữ cho khỏe mạnh. Việc đó đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên. Khi mới ra đời, đời ươi nặng khoảng 1,5 kg. Nó tăng gấp đôi trọng lượng trong 6 tháng và nặng đến 7 kg khi được 1 tuổi. Phải mất 7 năm, con đời ươi sơ sinh mới trưởng thành để trở nên khỏe mạnh và độc lập. Chỉ có một việc nó biết làm ngay từ khi ra đời, nhưng việc đó lại rất thiết yếu, đó là bám vào bộ lông của mẹ bằng tay và chân. Bùi ơi sơ sinh lần đầu khám phá quy luật cân bằng khi ngồi trên lưng mẹ trong những chuyến đi dài xuyên rừng. Miễn là chúng bám vào bộ lông của mẹ, mọi việc sẽ ổn. Mỗi con cái có một vùng đất rộng vài km vuông để sống với đứa con mới sinh và đôi khi cả với đứa con lớn hơn. Các cuộc gặp gỡ rất hiếm và kết thúc sau vài nét mặt sợ hãi. Khi được khoảng 2 đến 3 tuổi và sau những tháng ngày dài ngồi trên lưng mẹ, đười ơi con buộc phải tự thăng bằng và tham gia các trò nhào lộn. Tuy nhiên, nó bị cấm nhảy khỏi lưng mẹ khi di chuyển dưới mặt đất. Cứ 4 năm, đời ơi cái lại sinh một đứa con. Một số con 8 năm mới sinh một lần. Chúng thường thụ thai vào những năm có nhiều hoa quả để đảm bảo mang thai thuận lợi và có đủ sữa để nuôi con trong 3 năm. Luôn được ở vị trí tốt nhất, đời ơi con có rất nhiều thời gian để học cách lựa chọn thức ăn. Một năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu quan sát một đàn khỉ Nhật Bản. Giờ đàn này đã có thêm 6 cá thể. Mùa đông đã trở lại trên đảo Honshu, đã đến lúc ngâm mình cho ấm ở các suối nước nóng. Chỉ có những con khỉ sắp trưởng thành mới thích thú khi tuyết lại xuất hiện, vì tuyết làm cho cả đàn khó mà tìm được thức ăn. Các con khỉ sơ sinh đang khám phá một thế giới khác hẳn với thế giới mà chúng được sinh ra. Tấm thảm màu trắng này có vẻ quá lạnh. May thay, chúng không phải đặt chân xuống đất. Chờ đợi quả cây, hoa và nấm mọc trở lại vào mùa xuân, những con khỉ trên đảo Honshu này phải chịu cảnh chỉ có vừa đủ thức ăn để sống sót. Thật may mắn, dòng sông chảy qua lãnh địa của đàn khỉ này có một ít tôm cua mà khỉ Macaca sẽ bắt ở phía hạ lưu, nơi nước lặng hơn. Những con khỉ sắp trưởng thành dành thời gian để chạy nhảy và chơi xỏ lẫn nhau. Trong những trận cãi vã, đôi khi chúng giả vờ giao phối, đó là cách cổ điển để giải quyết xung đột. Vẻ mặt trầm ngâm và những cái ôm rất lâu của khỉ tuyết Macaca đúc kết lại mối quan hệ họ hàng của con người với các loài linh trưởng trong một vài hình ảnh. 40 năm trước, các nhà khoa học ở phía Nam Nhật Bản tình cờ thấy một con khỉ đang rửa những củ khoai ngọt trong nước biển trước khi ăn. Các thành viên khác trong đàn làm theo và hành động đó được lặp đi lặp lại qua nhiều năm. Cụm từ văn hóa của động vật ra đời từ đó, dù điều đó vẫn còn gây tranh cãi vì nó tạo nên một khái niệm gây nhầm lẫn, con người không có độc quyền về văn hóa. Theo nghiên cứu mới nhất, ta biết rằng động vật linh trưởng không còn là những bức tranh biếm họa của con người nữa, mà là những thành viên hoàn thiện trong họ động vật của chúng ta với những thuộc tính và giá trị riêng. Thật tình cờ, ở Nhật Bản, người ta rất khiêm nhường trước những họ hàng gần này của chúng ta. Chúng được quý trọng đến mức được gọi là Osarizon, nghĩa là ngài khỉ.